cần bán nhà xây mới 4 tầng tại tổ 15 phường Yên Nghĩa, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội. Nhà được xây mới hoàn toàn với thiết kế là 4 tầng, bao gồm là 4 phòng ngủ, 1 phòng khách, 1 phòng bếp, 1 phòng thờ, 1 sân phơi và 3 phòng vệ sinh. Có hướng chính là hướng Tây Nam và có diện tích ở trên sổ đỏ là 38m2. Có ngõ ở trước nhà đây, mọi người có thể nhìn thấy là ngõ ở trước nhà là rộng 3m, là xe máy có thể tránh nhau rất là thoải mái. Đấy, và cách cái đường ô tô đi là khoảng tầm 30m. Đấy, sau đây là tôi sẽ giới thiệu chi tiết ở phía bên trong của ngôi nhà cho mọi người có thể nhìn thấy rõ hơn. Đấy, thì mọi người có thể thấy luôn là ở phía trước nhà đây là toàn bộ những cái hệ thống cửa này, hệ thống mặt tiền, rồi cửa kính, lan can, cầu thang là đều được chúng tôi hoàn thiện xong hết rồi. Đấy, sau đây mời mọi người tham quan ở phía bên trong cái khu vực của tầng 1. Thiết kế của tầng 1 là sẽ bao gồm là 2 phòng, 1 phòng khách ở phía bên ngoài đây. Đấy, và ở phía bên trong kia sẽ có 1 phòng bếp và 1 phòng vệ sinh phụ. Đấy, thì toàn bộ cái hệ thống gạch lát nền là sử dụng là gạch lát nền là kích thước là 60-60. Sử dụng hệ thống trần thạch cao cùng với lại đèn LED. Đấy, chúng tôi là sử dụng cái hệ thống bả tường và sơn tường là của hãng Jotun. Đấy, hàng rất là cao cấp. Đây mọi người là có thể là nhìn qua lại toàn bộ cái vị trí phòng khách ở phía bên ngoài đây. Phòng khách rất là rộng, chúng ta có thể là kê bộ sofa, bộ bàn ghế, tủ tivi, tủ rượu rất là thoải mái. Đấy, thiết kế 38m2 nên chia ra các phòng là rất là rộng, rất là đẹp. Và đây là ở phía bên trong khu vực của phòng bếp. Đấy, mọi người có thể là nhìn thấy cái không gian của tầng 1 đây, không gian rất là rộng. Khu vực phòng bếp này thì là có cái hệ thống tủ bếp là sử dụng là bằng gỗ sồi Nga. Đấy, sử dụng cái hệ thống vòi rửa và chậu rửa đây là hàng inox 304, hàng nhập khẩu Hàn Quốc. Thiết kế của phòng bếp rất là rộng. Đấy, chúng tôi cũng đã hoàn thiện xong hết toàn bộ cái hệ thống trần thạch cao này với hệ thống đèn chiếu sáng. Đấy, đây là toàn bộ cái không gian ở trong tầng 1 của ngôi nhà đây. Đấy, và ở phía tầng 1 của ngôi nhà là chúng ta sẽ có thêm cả một nhà vệ sinh nữa. Đấy, nhà vệ sinh thì sẽ có đầy đủ toàn bộ cái hệ thống bồn cầu này, lavabo, gương và hệ thống phụ kiện. Đấy, trong đây là chúng tôi cũng sẽ có cả cái hệ thống máy bơm nước dùng để bơm nước lên toàn bộ cái bồn nước ở phía bên trên tầng 4 của ngôi nhà nữa. Sau đây thì xin mời mọi người lên tham quan ở phía bên trên tầng 2 của ngôi nhà. Thì đây là cái khu vực cầu thang đây, mọi người có thể thấy là toàn bộ hệ thống tay vịn cầu thang mà chúng tôi là sử dụng là bằng gỗ lim Nam Phi. Mặt bậc và cổ bậc của cầu thang là dùng đá granite hàng loại 1 cao cấp. Tiếp theo đây là tôi sẽ giới thiệu chi tiết ở phía trên tầng 2 để cho mọi người có thể là hình dung được rõ hơn. Thiết kế của tầng 2 thì sẽ bao gồm là 2 phòng ngủ. Đây, 1 phòng ngủ ở phía bên trong. Đấy, 1 phòng ngủ ở phía bên ngoài. Và sẽ có thêm cả một nhà vệ sinh nữa. Tất cả các phòng ngủ là đều là có cửa sổ mở ra bên ngoài để lấy ánh sáng và không khí. Chúng tôi cũng đã thiết kế sẵn toàn bộ những cái hệ thống ống chờ điều hòa và hệ thống dây điện để là khách hàng là có thể lắp điều hòa và sử dụng được luôn. Đấy, đây là toàn bộ cái không gian của cái phòng ngủ ở phía bên ngoài đây. Đã hoàn thiện xong hết toàn bộ hệ thống trần thạch cao, hệ thống sơn tường, hệ thống gạch lát nền. Có cửa thông phòng là chúng tôi là sử dụng là cửa bằng gỗ lim Nam Phi, cửa rất là rộng, rất là đẹp. Và đây là khu vực của nhà vệ sinh. Đấy, thì hiện tại là nhà vệ sinh là chúng tôi chưa lắp cửa. Đấy, nhưng dự kiến là sẽ được lắp bằng cửa là cửa nhôm hệ Việt Pháp. Toàn bộ cái hệ thống nhà vệ sinh thì đã hoàn thiện xong hết, sử dụng gạch ốp tường là gạch kích thước là 30x60. Gạch lát nền là gạch chống trơn, kích thước lên 30x30. Đấy, trong nhà vệ sinh thì đã có đầy đủ hết toàn bộ những cái hệ thống bồn cầu, lavabo, sen tắm, hệ thống phụ kiện, gương, kệ để khăn, hệ thống quạt hút mùi. Đấy, và chúng tôi cũng đã thiết kế sẵn cái hệ thống đường dây điện và đường ống nước chờ để lắp điều hòa cho khách hàng. Tiếp theo đây là phòng ngủ ở phía bên trong của tầng 2 ạ. Đấy, phòng ngủ rất là rộng, rất là thoáng, có cửa sổ mở ra bên ngoài đây. Đó, phòng rất là vuông, rất là rộng. Chúng ta có thể là kê giường
ngủ này, cái tủ quần áo, cái bàn làm việc hoặc là bàn học, bàn trang điểm rất là thoải mái. Đấy, chúng tôi cũng đã thiết kế sẵn cái hệ thống ống chờ và ống thoát nước để lắp đặt điều hòa ở đây. Sử dụng cửa thông phòng cũng là cửa bằng gỗ lim Nam Phi. Tiếp theo đây là mời mọi người nên tham quan ở phía bên trên tầng 3 của ngôi nhà. Thiết kế của tầng 3 và tầng 2 là sẽ tương tự như nhau. Đấy, chúng ta sẽ có hai phòng ngủ và một phòng vệ sinh. Thiết kế tương tự như nhau là cho nên là tôi chỉ lướt qua thôi để cho mọi người có thể hình dung dễ hơn. Đó, đây là phòng ngủ bên trong này. Đây là phòng ngủ ở phía bên ngoài. Phòng ngủ rất là rộng, rất là vuông. Và đây là phòng vệ sinh. Đó, chúng tôi đã hoàn thiện tương đối rồi, hoàn thiện đến 97-98% rồi. Quý khách hàng nếu như mà có nhu cầu mua nhà mà cần chuyển về ở luôn thì cũng có thể là chuyển đồ về ở luôn được. Tiếp theo đây là tôi sẽ giới thiệu ở phía bên trên tầng 4 để cho mọi người có thể là hình dung dễ hơn. Thiết kế của tầng 4 thì là sẽ bao gồm là một phòng thờ, một sân phơi và một cái khu vực là để máy giặt. Đấy, và ở phía ô cầu thang này là chúng ta sẽ có thêm một cái ô giếng trời để lấy ánh sáng lên toàn bộ cho toàn bộ cái khu cầu thang này, và ánh sáng là sẽ phân bố đều cho toàn bộ ngôi nhà. Đây là cái khu vực là thiết kế là để máy giặt. Chúng tôi đã thiết kế sẵn hệ thống đường điện, hệ thống đường nước cấp và nước thoát để máy giặt ở đây. Và đây là khu vực phòng thờ. Phòng thờ rất là rộng, rất là thoáng, có cửa sổ mở ra bên ngoài để lấy ánh sáng và không khí đây, rất là thoáng. Và tiếp theo đây, cuối cùng đây chính là khu vực sân phơi. Đấy, đã được chúng tôi là lát gạch cả sân vườn, kích thước là 40-40. Đấy, rất là thoáng. Mọi người có thể nhìn thấy xung quanh đây, rất là nhiều nhà cao tầng, khu dân cư ở rất là đông. Đấy, khu dân cư ở rất là đông. Và tôi xin nhắc lại một chút về những cái thông tin của ngôi nhà này để cho mọi người là có thể nắm bắt được rõ hơn. Thì ngôi nhà là có hướng chính là hướng Tây Nam. Có diện tích ở trên sổ đỏ là 38m2. Đấy, thiết kế là 4 tầng, bao gồm là 4 phòng ngủ, một phòng bếp, một phòng khách, một phòng thờ, một sân phơi và 3 nhà vệ sinh. Đang được chúng tôi chào bán với giá là 1.440.000.000 đồng. Đấy, thì bên công ty này sẽ hỗ trợ toàn bộ những cái chi phí sang tên sổ đỏ cho khách hàng, có hỗ trợ vay vốn ngân hàng đối với những khách hàng có nhu cầu với cái lãi suất ưu đãi nhất. Mọi người cần xem nhà hoặc là tư vấn trực tiếp thì xin vui lòng liên hệ số điện thoại ở phía bên trên màn hình, em Ánh 0983013403 hoặc 0888041444. Mọi người xem video, nếu như mà thấy video hay và có nhiều nội dung cần chia sẻ thì nhớ chia sẻ cho nhiều người cùng biết. Nhớ like video và đăng ký kênh để theo dõi thêm nhiều video giới thiệu về nhà và các bất động sản cần bán khác của bên công ty chúng tôi. Xin chân thành cảm ơn tất cả mọi người.